Dạ, Quốc Hương nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em nha. Dạ, thì hiện tại em đang có mặt ở đây thì tọa lạc tại đường quốc lộ DT759B và ở đây thì thuộc xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và đường tỉnh lộ của mình theo hướng điện thoại của em quay đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy là nói chung là ở đây dân cư tập trung rất là đông đúc ha, và mình di chuyển chạy thẳng về phía dưới thì có thể di chuyển qua xã Tân Tiến, Tân Thành, Lộc Ninh, Bình Long, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Nói chung là đường quốc lộ của mình ở đây thì quán xá tập trung rất là đông đúc nha quý cô chú anh chị ha. Và ở đây thì nói chung là kinh doanh buôn bán thì rất là thuận tiện luôn ha. Còn hướng ngược lại của mình đây thì sẽ di chuyển lên trung tâm của huyện Bù Đốp mình nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí em đang đứng đây di chuyển lên trung tâm của huyện Bù Đốp là chỉ có 2 km thôi ha, cũng khá là gần. Và hôm nay em xin gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất, đất có cây ăn trái nha quý cô chú anh chị, và cách đường quốc lộ của mình chỉ có 2 km thôi ha. Và hiện tại em đang di chuyển vào trong lô đất của mình thì quý cô chú anh chị nhà mình cũng thấy là nhà cửa hai bên đường khá là đông đúc luôn ha. Và lô đất của mình là mặt tiền đường bê tông và có sẵn cây ăn trái trên đất cho mình và có quy hoạch phủ hồng thổ cư luôn quý cô chú anh chị. Và cách đường quốc lộ chỉ có 2 km thôi ha. Nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu mua đất có sẵn cây ăn trái thì em thấy là lô đất này khá là phù hợp. Và quý cô chú anh chị cố gắng cùng em vào tham khảo lô đất ngày hôm nay để biết được hết mọi thông tin chi tiết của lô đất ngày hôm nay em quay là như thế nào ha. Thì lô đất ngày hôm nay thì sẽ di chuyển vào con đường bê tông này nha quý cô chú anh chị. Thì đường bê tông này khá là lớn ha, xe ô tô di chuyển vào trong đất là thoải mái luôn quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại em đã gần đến lô đất của mình rồi quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị cùng theo dõi hết video giúp em nha. Dạ thì hiện tại em đã có mặt tại lô đất của mình ngày hôm nay rồi nha quý cô chú anh chị. Thì hồi nãy em di chuyển vào cái hướng này nha quý cô chú anh chị ha. Thì từ vị trí em đang đứng đây di chuyển ra đường nhựa phía ngoài là khoảng 500m nha quý cô chú anh chị. Và đường bê tông của mình ở đây thì mật độ dân cư phía trong này thì khá là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Và đường bê tông của mình hành lang lộ giới là 3m, xe ô tô di chuyển vào trong rất là thoải mái luôn quý cô chú anh chị ha. Nè quý cô chú anh chị cũng thấy nè, nhà vườn ở trong này thì cũng khá là đông luôn ha. Mật độ dân cư nói chung rất là đông đúc. Và đường bê tông của mình là đường bê tông thông, thông ra được đầu đường nhựa bên kia luôn quý cô chú anh chị. Nói chung là ở đây là đường thông hết ha. Và có quy hoạch phủ hồng thổ cư luôn. Nhưng mà có cái là trụ điện chính thì chưa vào trong lô đất của mình. Trong này thì có điện dân dụng thôi quý cô chú anh chị ha. Cách trụ điện chính thì cũng khoảng là 500m ha. Thì đối diện lô đất của mình là cũng có những cái hộ dân ở đối diện ha. Thì lô đất của mình ngày hôm nay là ngay trước mặt em đây luôn quý cô chú anh chị. Và mình được 16m mặt tiền đường bê tông. Mặt tiền của mình là ôm gần hết nửa đất ha. Được 16m bê tông ở trước mặt này ha. Còn bên cạnh là mình được 20m nữa quý cô chú anh chị. Đây ha, ôm hết đất luôn là mình được thêm phần 20m là chạy tới cuối ngay cái góc tường đó quý cô chú anh chị, là được 20m. Và chạy thẳng thêm ra đằng sau nữa là được 40m nữa ha. Thì cái bên này thì tính ra là 16m mặt tiền bê tông và chạy thẳng ra là được 60m ha. Còn cái cạnh bên kia là 66m nha quý cô chú anh chị. Và đất của mình thì chủ nhà có rào lưới B40 là kín đất luôn rồi ha. Nhưng mà cái cọc ranh thì chưa có chính xác. Chưa có chứ không phải là chưa chính xác, em xin lỗi quý cô chú anh chị. Ở trong này thì quý cô chú anh chị thấy nè, nhà nào nhà nấy rất là lớn luôn ha. Đất cũng rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Và là đường thông nữa quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì chính chủ gửi em bán một lô đất có sẵn cây ăn trái trên đất cho mình. Và tổng diện tích lô đất của mình là được 1.084,7m² ha. Và đất của mình ở đây thì tọa lạc tại ấp 1 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Lô đất của mình là thuộc hướng Tây Bắc ha. Và nói chung là xe ô tô, xe tải di chuyển vào trong đất của mình rất là thoải mái quý cô chú anh chị. Đường của mình rất là thông thoáng luôn ha. Thì quý cô chú anh chị có muốn lên xem đất thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, sổ sách, hình ảnh và vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo ha. Thì lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì bên chủ nhà sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm lại các móc cho quý cô chú anh chị nhà mình được rõ ràng. Nên quý cô chú anh chị nhà mình cũng yên tâm ha.
Thì bây giờ em sẽ di chuyển vào trong lô đất để quay cho quý cô chú anh chị nhà mình được thấy rõ về cái lô đất của mình ngày hôm nay ha. Quý cô chú anh chị cố gắng là theo dõi hết video giúp em với nha. Thì đất của mình ở đây là có sẵn cây ăn trái nha quý cô chú anh chị, được 7 cây chôm chôm ha, 7 cây bưởi và 7 cây sầu riêng. Và nói chung là ở đây thì chủ nhà cho nhà hàng xóm á, trồng cỏ cho dê cho bò đó quý cô chú anh chị, nên nhìn cái vườn của mình hơi um tùm một xíu. Thì quý cô chú anh chị xem video thì có thể là vui lòng là thông cảm giúp em ha. Và đây là cây bưởi của mình nè quý cô chú anh chị. Nói chung là sẵn cây ăn trái trên đất cho mình và có một ít tiêu ở trên đất nữa quý cô chú anh chị, nhưng mà tiêu của mình thì không được tốt cho lắm ha. Đây nè quý cô chú anh chị, nói chung là đất của mình hiện tại là rất là bằng phẳng ha, rất là bằng phẳng và rất là đẹp, không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không có mồ mả gì ở trên đất đâu quý cô chú anh chị. Đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn ha. Và đây là những cây sầu riêng của mình. Thì cây sầu riêng này thì chỉ khoảng là 3 năm tuổi thôi quý cô chú anh chị. Nói chung là chất đất của mình thì trồng cây sầu riêng cũng khá là tốt luôn ha. Tại vì là trồng cỏ nên nhìn nó tùm vậy thôi, chứ nhìn cây sầu riêng của mình cũng khá là tốt. Nói chung là chủ nhà cũng chăm kỹ ha. Thì có những cây sầu riêng là sang năm có thể cho trái luôn đó quý cô chú anh chị. Nói chung là không trồng cùng một năm ha. Thì tiêu thì không được tốt cho lắm, tại vì chủ nhà cũng muốn bỏ nên không được tốt cho lắm ha. Và đây là cái gốc chôm chôm nhà quý cô chú anh chị ha. Đây, nói chung là cỏ cao hơn em nữa nên em không thể di chuyển hết vườn cho quý cô chú anh chị mình thấy được ha. Dạ, đây là cây chôm chôm của mình. Đây ha, chôm chôm Thái nha quý cô chú anh chị, hiện tại thì chưa thấy trái ha. Lô đất của mình hôm nay thì chính chủ gửi em bán với giá là 350 triệu nha quý cô chú anh chị. Có sẵn cây ăn trái trên đất cho mình luôn ha. Và sầu riêng của mình đây nè, tán rất là to quý cô chú anh chị. Cây này thì qua năm thì có thể là cho trái được rồi đó ha. Qua năm có thể làm trái đó quý cô chú anh chị ha. Và quý cô chú anh chị xem video cũng thấy là nếu mà mua một lô đất mà có sẵn cây ăn trái thì bây giờ rất là hiếm quý cô chú anh chị. Được 10 mét mặt tiền, dài 66 mét, tổng là được 1.084,7 m², mà có cây ăn trái sẵn trên đất cho mình, có quy hoạch phủ hồng thổ cư nữa. Thì quý cô chú anh chị muốn đăng ký thổ cư thì cứ liên hệ với em ha, thì bên em sẽ hỗ trợ quý cô chú anh chị về những cái mặt pháp lý về đăng ký thổ cư ha. Và đất của mình thì chỉ có 350 triệu thôi quý cô chú anh chị, cách đường quốc lộ chỉ có 2 km thì cũng khá là gần luôn ha. Thì quý cô chú anh chị xem video em cũng quay là kỹ ở trong vườn mình ha, chôm chôm, sầu riêng, bưởi, nói chung là em quay toàn bộ cho quý cô chú anh chị nhà mình được thấy luôn ha. Và cũng thấy là trời, cây gốc sầu riêng rất là to quý cô chú anh chị, rất là bự luôn ha. Cũng thấy là cái vườn của mình đó, nói chung là có sẵn cây ăn trái. Nói chung đa số khách hàng lên đây mà vườn nào có cây ăn trái là khách rất là thích quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị xem video mà muốn hỏi thêm gì ha, thì nhớ để lại bình luận dưới video giúp em, hoặc là nhắn tin cho em qua số Zalo em có ghi trên video ha. Nói chung thì em thấy lô đất này quý cô chú anh chị mua để làm của hoặc mua để đầu tư sinh lời thì cũng khá là phù hợp đó quý cô chú anh chị. Cái ranh đất của mình thì ngay tay em chỉ ha, là tới 66 m nha quý cô chú anh chị. Và chạy thẳng lên cái mặt tiền đường bê tông phía trên là 66 m ha. Và em cũng đi từ ngoài đầu đường bê tông vào trong lô đất cho quý cô chú anh chị nhà mình rồi ha. Thì quý cô chú anh chị nhà mình cũng thấy là lô đất của mình có những cây gì ha. Cây cố là chôm chôm, và ranh mốc thì em cũng chỉ là cũng rõ ràng ha. Chôm chôm, sầu riêng, bưởi, những cây gì ở trên đất thì em cũng quay xung quanh cho quý cô chú anh chị mình được thấy rõ rồi. Thì quý cô chú anh chị có thắc mắc gì nhớ là liên hệ với em sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha. Và từ vị trí của em đang đứng đây di chuyển ra về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 155 km nha quý cô chú anh chị, di chuyển về Đồng Xoài là 77 km, và di chuyển về Bình Dương là khoảng 100 km thôi quý cô chú anh chị. Thì đất của mình là có sẵn cây ăn trái ha. Thì chôm chôm của mình là đã thu được rồi quý cô chú anh chị, còn sầu riêng là sắp làm trái được rồi ha. Và có những cái cây nhỏ, nói chung là
Về quý cô chú anh chị chăm thêm là được ha. Nói chung có sẵn cho mình về việc, chỉ việc là chăm thôi quý cô chú anh chị. Và đất của mình là cái ranh ở đây là sát ngay cái tay em chị ha. Chạy thẳng lên đằng trên là mình được 60 mét nha quý cô chú anh chị. Và nói chung là mặt tiền của mình thì đường bê tông thì tổng là được 36 mét mặt tiền bê tông á ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là hôm nay em quay đã đưa hết toàn bộ thông tin lô đất và quay hết lô đất cho quý cô chú anh chị từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất. Thì quý cô chú anh chị có thắc mắc gì và trong lúc mà coi video mà có thấy là có những cái lỗi gì thì quý cô chú anh chị vui lòng là bỏ qua giúp em ha. Và vườn cây ăn trái ở ấp 1 xã Thanh Hòa em đã quay hết rồi quý cô chú anh chị nha. Thì lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì có thể là công chứng trong ngày được luôn quý cô chú anh chị, vì đất của mình là sổ hồng riêng, sổ hồng cầm tay pháp lý rõ ràng nên quý cô chú anh chị nhà mình cũng yên tâm ha. Thì giá là em cũng đưa ra rồi ha, thì chính chủ gửi em với giá là 350 triệu hết sổ của mình luôn quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị thấy giá này có phù hợp với tài chính của mình thì nhanh tay nhấc máy lên alo cho em ha. Và em cũng đã quay toàn bộ thông tin lô đất của mình ngày hôm nay cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo rồi. Thì bây giờ em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.